Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Nhà đất Đậu Vương chuyên trang bất động sản Gò Vấp, để xem một cái căn nhà một trệt hai lầu ban công vòng quanh luôn, và đặc biệt là hai góc hai mặt hẻm trên rất ok để vừa ở vừa tiện kinh doanh mua bán mọi ngành nghề luôn. Nhà full nội thất, xách vali vào là ở ngay. Để vậy còn tọa lạc trên một cái con hẻm 10 hẻm hai xe tải tán nhau. Nói hẻm xe hơi nhưng mà thực ra là hẻm xe tải tán nhau nhựa, một trục của đường Phan Ích, phường 12 Gò Vấp. Khu cao ráo không ngập nước. Đã vậy thì nó còn rất là ok khi quý vị sẽ nhìn thấy là đây, ngoài cái mặt hẻm rất là thông thoáng này thì chúng ta còn có một cái mặt hẻm hông rất là ok luôn quý vị. Nè, coi cái mặt hẻm hông để chúng ta thấy rằng nếu kinh doanh mua bán làm văn phòng gì đó thì chúng ta sẽ có một cái khu vực để xe rất là thoải mái với cái vị trí bên hông như thế này. Quý vị thấy ok không? Với một căn nhà nhiều cửa sổ và hẻm hông thoáng mát. Và đặc biệt trước nhà chúng ta cũng vậy, bên kia cũng có một cái hẻm thông thoáng để nếu mà con cái chúng ta ở có thể qua đấy vừa chơi đá banh trong cái cửa nội bộ kia, thì sẽ tập xe đạp chơi bóng đá gì đó trong cái cửa nội bộ này là phải nói tuyệt vời ông mặt trời. Khu vừa ở vừa kinh doanh, vừa cho con cái và sân vui chơi thoải mái, phải nói là có 102 luôn quý vị. Đây, căn nhà của chúng ta nè, một trệt hai lầu luôn. Wow, mời quý vị vào nhà nha. Để thấy rằng khu cao ráo, nền cũng cao, không ngập nước và lại còn tặng full nội thất nữa. Nhà có diện tích 5m6 x 12, sổ hồng riêng và full nội thất làm mới đẹp lắm. Tặng quạt nè, salon nè. Chỉ còn xách vali và là ở thôi. Sofa, nhà ốp gạch lên chân tường và xây dựng rất là chắc chắn bằng đúc thật bê tông cốt thép. Cầu thang lát đá hoa cương, tay vịn kính gỗ, kính cường lực. Và phòng khách còn có thêm cái cửa sổ nữa. Toilet giữa nhà, toilet giữa nhà. Và sau đó thì chúng ta có cái bộ bàn ăn và tặng cái kệ tủ gỗ, kệ tủ gỗ toilet giữa nhà. Chúng ta có cái khu bếp, có thêm cửa sổ thông gió, hút mùi, khu để máy giặt. Kệ bếp được làm bằng đá hoa cương đen và đựng được đồ ăn thoải mái. Và kệ gỗ trên dưới, kệ gỗ trên dưới rộng rãi cho một cái khu phải nói rất là ok luôn. Tặng bàn ăn, ghế sofa, quạt, phòng khách, quạt bếp. Vừa ở vừa kinh doanh tiệm nail móng tóc hoặc kinh doanh online hoặc là mua bán gì đó đều rất là ok cho căn nhà này quý vị nha. Có thêm hẻm hông thoáng mát nữa. Hẻm xe hơi 8 mét thông. Hẻm xe hơi tránh nhau á, chứ không phải là. Và một trệt hai lầu luôn, cao lắm, nhà có hiện trạng rồi. Khỏi có cần phải xây dựng thêm gì nữa cả. 4 tỷ rưỡi còn thương lượng cho khách mua nhanh hoặc kinh doanh thiện chí lấy sữa, lấy đầu tư. Wow, phòng ngủ trước lồi rất là lớn luôn, diện tích lớn luôn. Không cần phải nói gì thêm với cái căn nhà này. Wow, mình chỉ biết dùng hai từ tuyệt vời. Hai mặt cửa sổ đẹp đẽ. Mỗi tầng là 2 phòng ngủ, 2 tầng là 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Mỗi tầng là một vệ sinh, là ba vệ sinh. Phòng ngủ nào cũng có cái cửa sổ thông thoáng hết, bởi nhà chúng ta có mặt hẻm hông cực đẹp. Bốn tỷ rưỡi còn thương lượng quý vị nha, quá là ok. Phòng ngủ rộng, một trệt hai lầu, 3 phòng ngủ, sân thượng trước cực cool. Wow, giếng trời. Và đặc biệt cái phòng ngủ sau này cực rộng luôn, với toilet trong phòng. Toilet trong phòng. Phòng ngủ sau rộng lắm quý vị. Đẹp quá đẹp. Đẹp quá trên đời luôn. Vị trí cực kỳ ok cho căn nhà này. Nhanh tay đi coi mà mua nó quý vị ơi. Ở kinh doanh bán hàng
vừa ở vừa kinh doanh, nhà có xe hơi đồ gì đều rất là thoải mái hết. Lại thêm cái sân thượng này, ta nay ngồi thưởng trà ngắm BBQ ở đây thì không gì bằng luôn, không gì bằng luôn. Wow. Quý vị hãy alo cho hotline trên màn hình 0906943839 0388577577 để nhanh chóng đi xem căn nhà này quý vị ơi. Hẻm xe tải thông, một trục tiện kinh doanh mua bán mọi ngành nghề, ở quá ok. Công năng ở thì very good luôn, bởi vì một trệt hai lầu, ba phòng ngủ lớn, ba vệ sinh. Sân thượng rộng phải gần 30 mét vuông á. Quá tuyệt vời. Đúc thật cấp 3. Bê tông cốt thép tọa lạc trên một con hẻm cực kỳ rộng và an ninh một trục của đường Phan Huy Ích. Sau này ngoài đây sẽ là Emart mới xây dựng sắp xong đây. Quý vị thấy ok không? Quý vị đừng quên bấm chuông nhận thông báo kênh Nhà đất Đoàn Vương Chuyên Trang Bất Động Sản Gò Vấp nhé.